Xin chào anh em, hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cái keyword có tên gọi là Finally Lưu ý giúp mình rằng là keyword này đấy nó có thêm cái đuôi gọi là đuôi ly các bạn nhé, không phải là final đâu Final của Java chính là hàng số, còn keyword Finally các bạn hay dùng với việc chúng ta xử lý lỗi đấy, xử lý ngoại lệ bên trong cái hàm try and catch Trước tiên ấy, về cái cú pháp của nó các bạn này Thông thường thì chúng ta hay viết try and catch như thế này. Trong video lần trước thì mình đã demo cho các bạn một cái ví dụ rồi Thì ở đây chúng ta muốn được rằng là dù có lỗi hay không, ấy một khối cốt nào đấy nhất định nó sẽ cần phải chạy. Thì đấy chính là lúc cái hàm finally này nó ra đời các bạn này. Cái hàm finally nó có một điểm rất chỉ là hay. Đây chính là cho dù các bạn sử dụng return này continue này hay rằng là break ấy, cho dù các bạn sử dụng bên trong hàm try này hay rằng là hàm catch ấy. Chúng ta chạy đi đâu thì chạy. Cuối cùng các bạn vẫn phải vào cái hàm finally này. Thì đây chính là tác dụng của cái thằng finally nha. Thế nên rằng bây giờ nha, vẫn là cái ví dụ của video 52 đấy, nếu mà các bạn biết thay cái thằng cash như thế này này. À chúng ta có một cái uh, chúng ta có một cái trend Cash như thế này. Thì um, ở đây thì mình sẽ xóa nguyên cái thằng này đi các bạn này. Chúng ta sẽ làm một cái ví dụ đơn giản như thế này thôi. Đây mình sẽ xóa nguyên luôn. À, thực tế rằng là đây là video thứ 53 thì uh, thôi mình sẽ tạo luôn một cái class video 53 các bạn này. Video 53 đúng không? Uh, bên trong chapter 9 của chúng ta video 53 một cái này. Rồi. Ờ, mình sẽ không lưu nhé, mình sẽ không lưu và bên trong này các bạn sẽ cho mình một cái hàm men đi chúng ta sẽ cho mình một cái vòng try and catch các bạn này, các bạn nhìn nha thực tế rằng là các bạn có thể try và finally luôn, mình sẽ enter như thế này này. thực tế rằng là chúng ta có thể làm như thế này, nhưng mà thông thường ấy, chúng ta nếu mà các bạn viết try và finally như thế này thì thực tế ấy, thì nó không có ý nghĩa bởi vì chúng ta cảm giác như rằng là nó cốt của chúng ta nó chạy từ trên xuống dưới thôi. thông thường thì chúng ta hay có thêm cái thằng catch như thế này các bạn này, bởi vì đấy cái hàm try và catch sẽ nó không bao giờ chạy đồng thời hết, nó sẽ xảy ra một trong hai thôi nếu code của chúng ta nó chạy bình thường ấy, nó chỉ chạy cái thằng try này Còn trong trường hợp có ngoại lệ xảy ra, nó sẽ chạy vào thằng cash Nhưng mà chúng ta muốn rằng là cho dù nó vào thằng nào, ta không quan tâm, tao sẽ chạy vào cái thằng finally này Nhiều bạn thì sẽ hỏi mình rằng tại sao chúng ta lại muốn cái hàm finally này các bạn phải hình dung một vấn đề như thế này này tức rằng là sau này chúng ta muốn ấy, chúng ta muốn hứng kết quả đúng không nào chúng ta muốn gọi rằng là ví dụ các bạn mở kết nối chúng ta mở một cái kết nối xuống database chẳng hạn đúng không chúng ta query dữ liệu chúng ta lấy dữ liệu lên rồi thì để đảm bảo hiệu năng ấy, sau khi mà chúng ta đã thực hành xong cái đống sheet này rồi chúng ta muốn ngắt cái kết nối này đi cho dù rằng là các bạn thao tác thành công hay rằng là các bạn thao tác thất bại chúng ta đều đóng cái kết nối lại như vậy thì hiệu năng ứng dụng của chúng ta cao hơn thì đây gọi là một cái ví dụ các bạn hay dùng đối với cái thằng finally này hoặc là, là thậm chí nhé bây giờ thì mình sẽ minh họa với cái thằng scanner này các bạn này à, mình cũng méo nhớ cái cú pháp của thằng scanner đâu đây mình sẽ vào cái thằng scanner này này đối với java thì uh, khi các bạn dùng như thế này các bạn nhìn nhá đấy chính là làm chúng ta hiển thị một cái uh, mình sẽ mình copy tiếp thêm cái dòng này nữa các bạn này các bạn cho mình một cái thằng init như thế này nhá mình sẽ cho nó một cái thằng init như thế này mình uh, Ok, mình sẽ cho nó như thế này. Sau khi mà các bạn thêm một cái thằng init như thế này, các bạn di chuột vào cái thằng scan ấy, các bạn nhìn thấy rằng là di chuột của chúng ta lick. Tại sao mà chúng ta lick? Bởi vì khi mà các bạn mở một cái thao tác gọi là IO, tức rằng là một cái thao tác với cái với cái máy tính của chúng ta, đấy. chúng ta hiểu như vậy cho nó đơn giản. Chúng ta đang mở một cái thao tác ví dụ là đọc ghi file chẳng hạn, như vậy thì nó ngốn tài nguyên của máy tính. Chúng ta muốn nói với thằng Java rằng là tao làm xong rồi thì mày đóng nó đi, mày dọn dẹp nó đi. Nó tương tự như việc các bạn dọn rác trên máy tính của chúng ta đấy, chúng ta không dùng thì chúng ta xóa nó đi đúng không như vậy thì nó không tốn cái ram của chúng ta không tốn bộ nhớ máy tính thì ở đây các bạn nhìn nha đây chính là là cho dù các bạn thao tác với bên x này này chúng ta lỗi hay không ấy thì cái hàm finally này nó luôn được chạy nên là ngay tại đây thì mình sẽ gọi cái thằng scanner các bạn nhé scanner này scanner chấm này các bạn sẽ cho mình cờ đấy nếu mà mình thêm cái thằng scanner chấm cờ thì ngay lập tức chúng ta hết cái phần warning rồi các bạn này bởi vì cho dù rằng là các bạn thực hiện code của chúng ta lỗi hay không thằng finally này của chúng ta nó luôn ở chạy thì đây chính là một điểm rất là hay này. bạn nào mà muốn test cái này thì rất chỉ là dễ nha các bạn có thể system out như thế này nhé uh, system out này mình sẽ cho nó một cái là system out này mình sẽ cho nó là run một chẳng hạn nha run try này run try này run try rồi và mình sẽ cho nó một cái dòng code tiếp theo là run finally chẳng hạn các bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó sẽ chạy vào cái thằng try và sau đấy thì nó sẽ chạy vào cái thằng finally các bạn này các bạn sẽ nhìn nha đây mình sẽ java application này run một cái này uh, ở đây thì tại sao mà chúng ta uh, Uh, tại sao mà chúng ta à nó đang đứng cái chỗ của chúng ta phải nhập x các bạn này enter một cái này exception của chúng ta đúng không trong trường hợp mà có cái thằng uh, exception này thì uh, do cái thằng exception này đây mình sẽ cần phải viết bên trong cái thằng try này thì nó sẽ không lỗi các bạn thấy, này uh, bây giờ thì mình sẽ cho nó một cái dòng gọi là run uh, run exception các bạn nhé run uh, catch các bạn nhé run catch các bạn này lần này các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ khác nha run catch này rồi mình sẽ cho nó chạy lại này nó trắng tinh luôn bởi vì là, là nó đang đứng tại đây các bạn này mình sẽ enter một cái này. Các bạn nhìn thấy rằng là run catch này, run finally đúng không nào? Bây giờ thì mình sẽ cho nó chạy lại nha. Mình nhập vào số 10 chẳng hạn enter một cái này, run try và run finally. Như vậy rằng là cho dù như thế nào đi nữa thì chúng ta luôn chạy vào thằng finally này mình sẽ bonus cho các bạn một cái cú pháp nha và các bạn lưu ý rằng là cái cú pháp này đấy nó giống như rằng là một cái cách viết của chúng ta nó đơn giản hóa vấn đề hơn và nó liên quan tới cái thằng try này này nên là tiện thể hôm nay cũng như rằng là đối với cái ví dụ chúng ta đóng như thế này đấy mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cái cú pháp đấy chính là, là try with resources ở đây các bạn có thể đọc thêm cái nguồn tài liệu ở đây các bạn nhìn nhé Bên trong tài liệu các bạn này Đây chính là là sau này các bạn có thể viết Các bạn không cần phải dùng cái thằng finally để chúng ta có thể đóng kết nối chẳng hạn Đấy chúng ta viết trực tiếp bên trong thằng try luôn đây chính là một cái cú pháp hình như rằng là từ Java 9 hay rằng là nói chung rằng là như mình nhớ là gần như rằng là một cái version mới của Java thì nó hỗ trợ cú pháp này. ra rằng ở đây thay vì việc các bạn cốt dài dòng như thế này nhé, các bạn có thể cốt như thế này này. Ờ, nếu mà các bạn không muốn bắt ngoại lệ đấy, mình sẽ cho nó một cái try như thế này nhé. Các bạn có thể try như thế này. Nhưng mà lần này các bạn lưu ý nhá, chúng ta viết như thế này đấy, thì các bạn sẽ cho mình một cái gọi rằng là scanner. Ờ, các bạn sẽ cho mình một cái scanner như thế này, các bạn khai báo trực tiếp bên trong này luôn. Đấy. Uh, Uh, duplicate à đây mình sẽ cần phải off cũng như thế này đây các bạn nhìn thấy rằng là sau khi mình khai báo như thế này nó không hề báo lỗi và nếu mà mình copy nguyên cái thằng này mình uh, ném xuống dưới này nhé các bạn nhìn thấy một vấn đề không đây chính là, là khi chúng ta cốt như thế này nó không hề báo lỗi gọi là, là resource của chúng ta nó bị lick nó bị uh, nó bị rò rỉ ấy, chúng ta không thể bị lỗi bởi vì ấy, mặc định thằng Java sau khi mà nó thực hiện xong đống cốt này các bạn này thực hiện xong khối cốt này nó sẽ tự động gọi cái hàm scanner. class cho các bạn thì về cái topic này nha về cái cốt topic này các bạn có thể đọc thêm về cái đường link này mình đã để sẵn rồi mục đích mình giới thiệu cho các bạn những cái cú pháp như thế này bởi vì mình tin rằng là sau này các bạn đi làm ấy các bạn sẽ thấy được rằng là người ta cốt như thế này thôi bởi vì Java mà nó phát triển theo thời gian nên rằng là chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cách để chúng ta xử lý cái thằng cash này các bạn này chúng ta muốn ném ra ngoại lệ thì chúng ta phải làm như thế nào thì trong video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xử lý các bạn ha